Xin chào tất cả mọi người đang xem YouTube của âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và phía sau Huy đây là một cái dàn âm thanh mà Huy đang chuẩn bị lên cho một vị khách hàng ở dưới Bình Dương. Thì như mọi người đã thấy ở đây thì ở đây là một cái dàn combo gia đình đúng không ạ? Nhưng mà sử dụng một cái dòng loa Array, dòng loa cho sân khấu. Thì cái anh khách này đã tham khảo của bên Huy rất là nhiều thời gian rồi, và đã test rất là nhiều sản phẩm của bên Huy rồi. Nhưng ngày hôm nay thì anh quyết định đặt cho mình một cái dàn loa Array. Có một cặp Array để sử dụng trong nhà. Huy phải lên đường để đi bàn giao một cái bộ dàn âm thanh cho khách nữa. Do đó là lát nữa thì Huy sẽ không có mặt tại đây để quay cho mọi người xem. Thì bây giờ thì Huy sẽ test trước cái dàn âm thanh này tại công ty của Huy. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái cấu hình của cái dàn âm thanh này nhá. Đây thì mặc dù là dàn karaoke gia đình nhưng mà anh khách sử dụng một cái dàn loa phải nói là cực kỳ là chất lượng nha mọi người. Cực kỳ là chất lượng luôn. Thì ở đây á, thì anh khách sẽ sử dụng là một cặp Array 40 của AT đồng bộ neo. Thì cái mẫu này như mọi người đã biết rồi, công suất rất là cao, tiếng rất là sáng, hát rất là nhẹ và nổi tiếng trong dòng loa sân khấu. Bên Huy có rất là nhiều dàn nhạc đánh từ 2 đến 3 năm chưa phát sinh một lỗi lầm gì, kể cả là cháy loa. Mặc dù là khi mà chúng ta đi show thì cái loa của chúng ta rất dễ cháy và thường xuyên cháy. Tuy nhiên cái loa IT này thì không có cái tình trạng cháy luôn. Nó rất là bền, rất là trâu và âm thanh còn hay nữa. Và ở đây thì anh sử dụng một cái dàn máy khá là đặc biệt này mọi người. Để mà đánh cho bộ dàn này nhá, để mà đánh cho bộ dàn này thì không cần đến con men to như thế này. Con men này là con men ATA8800. Con men này có công suất là 1400W ở chế độ 8 ohm và 2200W ở chế độ 4 ohm. Có nghĩa là với một cục đẩy này có thể đẩy được 4 cặp này luôn. Nó rất là dư rất là nhiều. Nhưng mà anh khách lại thích cái chất âm của cái dòng đẩy này, do đó là quyết tâm bỏ tiền ra sử dụng cái dòng đẩy này luôn. Và ở phía dưới á, thì lại sử dụng xúc điện. Ở đây có một cái mâu thuẫn rất là lớn. Nếu mà chúng ta xài gia đình mà chúng ta sử dụng một con men lớn như thế này thì thường là chúng ta sẽ sử dụng là xúc đơn 50, có nghĩa là không liền công suất. Tuy nhiên thì cái dòng xúc này của bên Huy lại có sẵn công suất, có nghĩa là một cục đẩy này của bên Huy chỉ đánh cho một cặp loa này thôi, dư rất là nhiều nha. Thì bộ vang số X10 và micro ATA680F thì là ở đây là gần như là combo độc quyền rồi mọi người. Hai cái thiết bị này đi chung với nhau sẽ cho ra khả năng trung hú rất cao và âm thanh của nó rất là hay. Thì bên Huy có tặng kèm tổ này. Thì với việc mà các bạn sử dụng cục đẩy ATA8800 này thì sau này cái dàn này có thể nâng cấp lên được dàn lớn hơn. Ví dụ như là sau này chúng ta có ý định sử dụng súp hơi này, hoặc là chúng ta có ý định là nâng cấp thêm một cặp loa Array nữa, thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể đánh được với cấu hình này. Và có nghĩa là sau này mọi người có thể là bỏ cái súp này đi, chúng ta nâng cấp lên một cặp súp đơn và hai cặp loa như thế này, chúng ta vẫn không cần thay đẩy nha. Và chúng ta được một cái chất âm hay. Lát nữa thì anh khách tới công ty của Huy test thì Huy sẽ quay toàn bộ cái quá trình test đó lại cho mọi người xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì cảm ơn anh. Thì như vậy thì hai anh hài lòng về cái bộ này chưa? Rồi ok, hài lòng mới mua đi. Rồi các con số tài khoản thì dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Có thể là khi mình bật lên cắt máy đi á, bật lên thì một cái độ chỉnh này này, đúng không? Là nó nằm ở M1. Đó, là khi cắt đi á, mình không chơi, cắt đi bật lên nó, mình lại nó sẽ nằm như thế này. Thì ở đây nó là music là nhạc 26 này, beat là 30 và effect của nó là echo là 40, là cái chế độ chuẩn mỹ hát đó. Đúng không? Ví dụ giờ em muốn mic nhỏ. Đây. Cái này nó có mic và nhạc cộng tiền. Đúng không? Chẳng chừng nó giống như cái remote của TV thôi. Bây giờ muốn mic nhỏ này. Đi. Chứ mình không cần phải vặn cho nó cũng được, nhưng mà mình ngồi ở bàn này thì mình cần sử dụng cái này thôi. Mình tay nắp lại hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và nó có 6 chế độ. Bây giờ em vào 2 nè. Có nghĩa là cái này mình bật lên mình hát chắc ok thôi. Đúng không? Chế độ 2. 1 2 có nghĩa là echo xíu nữa, đúng không? Rồi chế độ 3. 1 2 nó lại echo nó chắc một chút nữa. Và chế độ 4 là reverb. 1 có nghĩa là nó không có còn tiếng nhái nữa. Cái echo mà cái tiếng vật, cái tiếng dùng mà hay ca sĩ nó hát trên sân khấu. Có nghĩa nó không những cái đứa mà vô mà giọng tốt hát giống như giọng nó tốt á, mà giống như nó hát chuyên nghiệp hơn á thì nó sẽ hát như thế này. Đó, nó có chỉ tiếng vang thôi. Đây, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nó xong tiếp cây con, còn lại. Và số 5, nó cũng là hợp, nhưng mà hợp nhiều hơn. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là cái chiếc hợp cũng nhiều hơn nữa. Người nào mà thích hát hợp không mà giảm hơi yếu thì chọn cái chế độ nặng. Chọn là hát. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một. Có nghĩa là nó không có vang, không có vang. Mình nói thôi. Cơ lúc trước tay chạy là chỉnh nằm cái này, còn giờ có đèn hot nhất mình chỉnh lại. Không. À, rồi. Khi nào người ta hát, em muốn hát chế độ chỉnh lại bấm số 1 bạn 1. Lên. Rồi. Tắt mà mở lên thì nó ở thẳng chế độ. Rồi, đừng biết nó đây, anh chỉ luôn. Khi mở là nhắm cái nút này. Rồi. Tắt đồng bạn đây nó là 6, 7, 1, 9, 5, 6. Nó đúng là cái này. Nếu rủi thay ai bật cái tầm số này, nhắm lúc này này, hay lúc này đó, nó lọt đi, ví dụ người ta nhắm bấm xuống cái là nó mất này. Là cái này nó không vô sóng được. Đấy, nó mất cái đèn xong đèn bây giờ. Đó, thì em dồn cái số này bao nhiêu? Nếu như cái số trong này mà nó nhỏ hơn cái số này thì bấm cái nút lên. Đúng rồi. Còn nếu như cái số trong này nó lớn hơn cái nút trong này, cái số không này thì bấm nút dưới đó, làm sao cho giữa cái số này và số này nó giống nhau đó, hiểu không? Hay không? Đó, bấm lên thì nó có một làn sóng này thì nó là mới vô tông. Cái bên này cũng vậy, nhưng mà nhớ hay. Rồi thì bây giờ thì Huy sẽ xin kết thúc video của Huy tại đây. Những anh em nào mà chúng ta đang xem video của Huy mà thấy hay thì mọi người hãy nhớ nhấn like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho Huy nha. Ngoài ra những anh em nào chúng ta chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ Huy ra nhiều clip hay hơn nữa nha. Rồi Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau.